Minh Vy xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, trong bản tin Cà phê Sài Gòn sáng nay, Minh Vy xin mời quý vị dành ít phút để chúng ta cùng lắng nghe những nhận định đến từ anh Ngô Phụng Hiệp, là giám đốc khối nguồn vốn và đầu tư công ty chứng khoán ACB. Vâng, thưa anh, thị trường tiếp tục tăng tốc trong phiên giao dịch đầu tuần và chúng tôi nhận thấy rằng dòng tiền cũng đang tích cực đi vào thị trường. Theo anh thì xu hướng uptrend của thị trường đã được hình thành hay chưa ạ? Dạ vâng, tôi nghĩ là xu hướng uptrend trong ngắn hạn của thị trường đã hình thành. Dấu hiệu là trong tuần trước thì VN Index đã vượt ngưỡng kháng cự rất mạnh là 720 điểm. Vâng. Theo quan điểm của chúng tôi, sở dĩ uptrend được hình thành đó là bởi vì nếu chúng ta nhìn qua các cái chỉ báo vĩ mô đó thì hầu hết các chỉ báo vĩ mô đều cho tín hiệu rất là tích cực. Vâng. Ví dụ như CPI thì cũng đang khá là thấp, tỷ giá thì ổn định. Là lợi tức trái phiếu chính phủ thì có giảm khá là mạnh so với đầu năm. Ngoài ra thì FDI quý 1 cũng tăng trưởng rất là mạnh. Thì bởi vì là đa số các chỉ báo vĩ mô, nếu không nói là tất cả các chỉ báo vĩ mô đều cho tín hiệu tích cực, cho nên là thị trường đã bước vào uptrend bắt đầu từ tuần rồi và tiếp tục trong tuần này. Vâng, thưa anh, có nhiều nhận định cho rằng là các nhà đầu tư lúc này nên gia tăng cái tỷ trọng nắm giữ cổ phiếu. Không biết là anh có đồng tình với quan điểm này hay không? Tôi nghĩ là với cái vùng giá hiện tại, đặc biệt là VN-Index vừa vượt qua 720 điểm đó, thì cái mốc 720 sẽ trở thành một cái ngưỡng hỗ trợ rất là mạnh. Và hiện tại thì VN-Index cũng không phải ở quá xa mốc đó. Vâng. Cho nên là với cái vùng giá hiện tại thì tôi nghĩ rằng là nhà đầu tư cũng có thể xem xét tăng tỷ trọng cổ phiếu trong cái danh mục của mình. Vâng. Thế tuy nhiên nếu mà các nhà đầu tư theo trường phái an toàn đó thì có thể chọn. Vâng, thưa anh, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đang đóng vai trò là dẫn dắt chỉ số. Vậy thì theo quan điểm của anh lúc này thì việc giải ngân nên tập trung vào dòng cổ phiếu nào ạ? Dạ vâng, tôi nghĩ việc giải ngân lúc này nên tập trung vào các cổ phiếu blue chip hoặc là các cổ phiếu blue chip đang được khối ngoại ưa chuộng, ví dụ như là Vinamilk. Vâng. Hoặc là Hòa Phát thì vâng, cũng còn mức định giá cũng còn tương đối là hợp lý. Vâng. Ngoài ra thì các cái cổ phiếu đang được định giá rẻ, ví dụ như là FPT chẳng hạn, thì cũng là những cái cổ phiếu mà nhà đầu tư có thể xem xét giải ngân. Và nếu quay lại là nếu các nhà đầu tư theo cái trường phái an toàn đó thì có thể xem xét giải ngân khi các cái cổ phiếu này điều chỉnh. Vâng, thưa anh, ở một cái diễn biến rộng hơn thì chúng tôi nhận thấy rằng các chỉ số chứng khoán trên thế giới đang có xu thế giảm. Trong khi đó thì thị trường trong nước thì vẫn giữ được sắc xanh rất là tốt. Vậy liệu có rủi ro nào từ biến động thị trường thế giới mà ảnh hưởng đến chứng khoán Việt Nam hay không ạ? Hiện tại thì chúng tôi chưa thấy một cái rủi ro rõ ràng từ cái ảnh hưởng của thị trường thế giới đến thị trường chứng khoán Việt Nam. Xét qua nhìn qua thị trường thế giới đó, thì thị trường Mỹ thì, sau khi Fed tăng lãi suất thì có điều chỉnh giảm, tuy nhiên là điều chỉnh giảm nhẹ, thì cái diễn biến đó nó chưa nói lên một cái dấu hiệu hoặc cái rủi ro nào. Vâng. Ngoài ra đó thì như chúng tôi vừa có dịp trình bày lúc nãy, cái diễn biến của thị trường trong nước trong thời gian gần đây xu thế tăng thì nó bắt nguồn từ những cái tín hiệu tốt từ vĩ mô của nền kinh tế vĩ mô Việt Nam, cho nên nếu mà sắp tới các cái thông số vĩ mô của quý 1 tiếp tục được báo cáo mà nó ở được đánh giá là tích cực đó. Vâng. Thì tôi cho rằng là thị trường chứng khoán của chúng ta sẽ tiếp tục có sự tăng trưởng mà sẽ không phụ thuộc nhiều bằng diễn biến của thị trường thế giới. Vâng, rất cảm ơn anh Hiệp với những chia sẻ vừa rồi. Còn bây giờ thì Minh Vy xin mời quý vị, chúng ta sẽ quay trở lại với bản tin Cà phê Sài Gòn sáng nay. Vâng, thưa quý vị, trước khi khép lại bản tin Cà phê Sài Gòn sáng nay, Minh Vy xin mời quý vị dành ít phút chúng ta sẽ cùng điểm lại những nội dung chính trên bản tin kỳ này. Hai tỉnh miền Tây là Cần Thơ và Hậu Giang vừa phát hiện thêm ổ dịch cúm gia cầm mới. Hiện tại, cơ quan thú y và chính quyền địa phương đã tiêu hủy đàn gia cầm và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch lây lan. Tuy nhiên, nguy cơ bùng phát dịch vẫn rất cao do thói quen nuôi vịt chạy đồng sau mùa thu hoạch của nông dân.
Ngày hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh 2017 đã chính thức khép lại vào cuối tuần qua ngày 26 tháng 3. Theo ghi nhận của ban tổ chức, chương trình năm nay thu hút trên 6.000 lượt khách mua tour tại chỗ với tổng doanh thu bán tour của các đơn vị lên đến 60 tỷ đồng. Trong đó các tour bán ra nhiều nhất là các tour liên tuyến miền Trung nhằm hưởng ứng bộ phim Ăn khách Công Skull Island. Ngoài ra các tour miền Tây, tour biển đảo Phú Quốc, Côn đảo Lý Sơn cũng được bán ra nhiều. Chính quyền Hồng Kông vừa chính thức thông báo bà Carrie Lam được bầu làm lãnh đạo kế tiếp của đặc khu hành chính Hồng Kông. Bà Lam sẽ tiến hành tuyên thệ nhậm chức vào ngày 1 tháng 7 tới. Trong cuộc họp đầu tiên với báo giới, bà Lam cho biết sẽ cố gắng chuyển giao chính quyền suôn sẻ và gắn kết những cộng đồng đang chia rẽ sớm nhất có thể. Dù chỉ còn vài ngày nữa, chính phủ Anh sẽ khởi động tiến trình hoàn tất thủ tục đưa Anh rời khỏi Liên minh châu Âu, nhưng hàng chục ngàn người dân Anh vẫn tụ tập trước cửa nghị viện để biểu tình phản đối Brexit. Nhiều người yêu cầu có một tiến trình ra đi êm thấm hơn. Trước đó, chính phủ Anh tuyên bố sẽ chính thức khởi động tiến trình này vào ngày 29 tháng 3 tới đây. Và thông tin vừa rồi là thông tin cuối cùng, xin được khép lại bản tin Cà phê Sài Gòn sáng ngày 28 tháng 3 năm 2017. Minh Vy rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau.